Đây là chúng tôi là sắp lên chiếc ghe bầu này nha anh em. Đây chiếc ghe bầu nè, chiếc ghe chở đây là nhóm đồng hành chưa từng đi ghe, đứng rồi quá trời rồi. Sáng đi ghe nhỏ chết rồi, giờ bận chà bá luôn. Đó chiếc ghe bầu anh em, bự chà bá luôn. Ê mày đi dạo dạo hoài không ai nắm tay mày mày. Nóng lên nè, em dưới nó đi. Em cái này cam bài á là nó rút hết, thấy là cam bài là tuôn chảy hết. Dạ hả? Ừ. Có không? Tại thấy là cam bài nên đã bắt đầu cái nào rồi, cam bài thấy cái đâu đang đúng rồi. Ờ đúng rồi. Anh có lai cam, anh đừng cho lai cam bay nha. Nó bắn à? Như sao? Bắn lai cam anh như sao? Đây, đây là những anh hút cát trộm và đi hành nghề. Có thêm một cái bốn chưa còn hay thấy không? Số hiệu là chơi đồng y game mà ở trong trường tối luôn á. Số hiệu là TG. Không biết nữa, đâu thấy đâu. Vui lòng thắt đa an toàn. Cái gì à, chuyến bay của chúng tôi bắt đầu cất cánh. Đi đâu vậy ông nội, quay phim đi đâu vậy? Làm ra một cái lọt chiếc kia luôn á. Đây anh Tý đang trải nghiệm ghe để mai mốt dẫn chị nhà đi. Chiếc này giống đi cứu con mê quá. Cứu mê hả? Chuyển vô đây, chuyển vô. Lên đi số anh. À, anh đi đi qua bến phà Bình Ninh mua có vé xuống. Lên rồi xuống. Lên đi xuống có đầu coi. Hả? Lên hả? Anh chạy vòng vòng lên trển, anh chạy xuống anh. Dạ. Lên cuối đuôi luôn đi coi nó ra cái sông bên kia bự cỡ nào. Ờ đúng rồi. Đi vậy đi. Ừ. Còn không thì mình ghé phà Bình Ninh mình mua có thuốc mình hút cũng được. Rảnh mà. Gió lạnh. Đi ra đó mát ngay đi. Lạnh cái mát. Đây bây giờ là anh Tý từ tài xế xe mà giờ quay qua tài công luôn rồi. Mùa này bị xe ế á. Mình lái tài công. Đi xôi trộm. Để đi quay con luôn. Trời. Hai mẹ con đi uống cà phê mà không dám lên trên ngồi đây nè. Đi cha nè. Thì ngồi đó coi đi. Anh em đã đánh phái đã rồi. Ờ. Trăng lên. Hiện tại là chúng tôi đang ra khơi tìm đường đi cứu nước. Đây là xuất phát tại bến Nhà Rồng. Đây là muốn ăn uống này kia đồ karaoke nè, nó mà thật thấy không? Gió ghê. Bạn về gió ghê. Đây là mình đây. Đưa một kẹo khe xong rồi xong nước đá. Anh biết anh ở quầy Thái Bình vô nha. Thái Bình ơi. Thái Bình. Khúc chứ để quên. Quên không có tư liệu để đăng YouTube luôn. Vô chúc mừng năm mới luôn nha. 1 2 3 vô. Cảm ơn rồi. Vô. Hả? Ở nhà còn cà phê phải tiếng máy á. Mai mình làm cái gì? Nấu ngót hay là mình nướng luôn hay là mình chiên xù? Có là mè, hay là chiên mè. Gì? Chiên xù.
chứ không bánh tráng đâu, sống bún bánh tráng với cái lóc rồi chẳng có cà phê đi chùa luôn thôi bây giờ